JS ít đồ để có đỡ phải code JavaScript thuần. Đây các bạn để ý nhá, tôi sẽ có một cái thẻ deep có cái ID, có cái ID bằng target đi. Rồi mình sẽ có cái style cho cái thằng target kia, thằng target display block đâu display inline block, inline block background là bằng màu green width 400 pixel, high bằng 200 pixel. Xong. Rồi, chúng ta có một cái thẻ deep. Ở đây, bây giờ các bạn coi nhé. Chúng ta có external reserve này. Very CDN. Đó. Document. Chúng ta sẽ có một cái button ở bên dưới nữa. Button. Chúng ta sẽ có cái đây là ID. Toggle. Chúng ta sẽ có cái sự kiện là khi button có ID là toggle.click thì chúng ta sẽ xử lý một cái function nằm trong này. Để các bạn để ý nhé, chúng ta sẽ có thể là document dollar ID là target chấm hai hai với để coi nào, có speed, speed là khoảng sau 2 giây chẳng hạn, 2000 rồi chạy. Ô button nó ở đây, click me. Không chạy luôn mà jQuery, ôi giời ơi, sao không ép được cái jQuery này vào ta? Lại phải code jQuery nâng cao này, duplicate này. À,
Điên mẹ ơi. Reaction nhé, ta sẽ bỏ qua cái bút chat min này đi, à bỏ cái này đi. Đây, chúng ta sẽ có cái action này. Cái này tương đương với đô la document ready function nhé. Để cái viết ngắn hơn thì chúng ta có thể là như sau: đô la này, cái ID là action này, chấm click, thì chúng ta sẽ có một cái function ở trong này, một function trong này. Ở trên này chúng ta sẽ tiến hành if cái cao phần trăm cho 2 bằng 1 bằng 0 thì sẽ có cái target này, deep target. Deep target chấm show chấm 2 với tốc độ là 2 giây thì mới xóa đi. Else cũng với cái thằng này và nó là 2, à show ra. Chúng ta thấy gì? Wow, tịt luôn, không có hàm 2 à? Không có hàm show à? À quên nhầm. Sau đó là cao cộng cộng. Để cộng tương đương thay đổi cái giá trị của cao đi. Thấy không? Đây là gì? Đây là animation đúng không? Là sự kiện và nó là một cái hiệu ứng show ra, tức là hiển thị, và hai là giấu đi. Thực ra cái này nó sẽ ảnh hưởng đến các bạn để ý này, đây này, đây là cái cách mà JavaScript nó sẽ tác động đến các phần tử. Đây nhá, các bạn nhìn. Bạn thấy gì? Nó tự sinh ra đấy, thấy không? Nó tự sinh ra các cái thẻ, nó sinh ra thêm các thẻ CSS và thay đổi theo thời gian, thay đổi dựa trên thời gian mà chúng ta set vào 2 giây và cuối cùng nó thu nhỏ dần opacity, sau đó là chốt lại nó là một cái display nặng, có một cái thế rồi. Đấy là những cái hàm mà giúp chúng ta xây dựng những cái hiệu ứng ở trong với màn hình bằng JavaScript. Thì chúng ta sẽ có những cái hàm, ví dụ như hàm vừa rồi, tổ hợp hàm show, hàm 2, đúng không? Hàm show, hàm 2, nó là show là hiển thị ra ngoài, 2 là giấu nó đi. Trong một khoảng thời gian, khoảng 30 giây, mỗi 1.000 mili giây tương đương với 1 giây, thấy chưa? Thì chúng ta có một vài hàm chúng ta cần phải lưu ý, đó là ví dụ hàm show hàm 2 này, rồi hàm hàm fade in, à fade out, đây là fade in, thấy không? Nó là cái gì? Nó mờ dần, fade là mờ dần, thấy chưa? Nó sẽ dần dần nó ngay tại chỗ, nó thay đổi cái opacity của chính phần tử đó, sau đó là sẽ tiến hành là giấu nó đi. Đấy, có mỗi thế này rồi, thấy chưa? Đấy là cái fade thì chúng ta nốt vào. Nãy giờ chúng ta có hàm show, hàm 2 và hàm fade in, fade out. Chúng ta có slide up và slide out.
Được chưa? Slide up, slide down. Slide là kéo lên trên, đẩy xuống dưới. Được chưa? Đấy là những cái sự kiện, những cái hiệu ứng ở trong Java jQuery của chúng ta. Rồi để tôi coi xem còn cái hàm nào không. Show 2 hiển thị phần tử. Toggle. Nếu mà đơn để cho nó đơn giản hơn ấy, chúng ta cũng không cần phải cao như này nữa. Nếu cho đơn giản hơn, chúng ta chẳng phải cao, chẳng phải đếm, chẳng phải chia gì cả. Chúng ta chỉ thực hiện một cái hàm rất là đơn giản, đó là hàm toggle. Toggle. Hàm toggle này nó sẽ, các bạn xem nhé, nó chính là cái gì? Chính là show và hide, đúng không? Nhưng mà cái toggle nó sẽ tự động nó kiểm tra những tình huống là cái display của phần tử, cái display của phần tử thực thi ấy, nó đang là display của năm thì nó tự động nó hide ra, nó show ra. Còn nếu có display mà khác năm thì nó sẽ hide đi. Và hiệu ứng nó giống hệt như là show và hide của chúng ta như lúc nãy. Được chưa? Đấy là cái toggle. Cái toggle sau này các bạn còn nhiều cái nữa. Toggle còn liên quan đến toggle class, toggle element, toggle style. Thì ví dụ các bạn hãy nhớ cho tôi một cái điều, đó là cứ cái nào là toggle thì nếu trong trường hợp không có thì em làm, nếu không có thì bỏ đi. Được chưa? Ví dụ như này, các bạn để ý nhé. Đây là cái target của tôi. Nếu mà tôi không có gì thì nó sẽ như thế này. Như này đúng không? Kích vào nó không ảnh hưởng gì đúng không? Bây giờ tôi sẽ cho nó một cái màu. Ví dụ tôi sẽ thử thêm CSS cho thằng này. Đây là bg-red. Không có rồi. Bỏ cái background đi. Bg-danger chứ. Đây nhá, chúng ta coi này. Tôi sẽ tạm thời tôi bỏ cái màu xanh của nó đi. Ở trong CSS này thì chúng ta có một cái màu, màu nền ấy. Màu nền nó sẽ có cái màu là màu bg-succeed đi. Được chưa? Màu này màu xanh này. Xong tôi thêm cái bg-danger vào xem nó có đổi không. Được rồi, ok. Ở đây tôi sẽ tạm thời tôi để là bg-succeed. Rồi các bạn coi nhé. Đây bây giờ sắc xít này. Là màu nền màu gì? Xanh này. Bây giờ tôi có như sau. On click. Tôi sẽ có là đô la thăng target chấm toggle class. Các bạn thấy toggle class không? BG trừ danger. Đấy nhé. Nhìn đây này. Đấy là cái trò toggle. Tôi chỉ cần mong các bạn hiểu tôi cái khái niệm toggle là gì. Để từ sau nhìn mấy cái toggle đấy để làm gì? Biết nó là cái gì. Xong chưa? Cái này cũng có cực kỳ nhiều ứng dụng như sau này. Các bạn để ý này. Ví dụ sau này các bạn sẽ chắc chắn là sẽ phải làm cái việc là vẽ ra một cái giao diện dạng bảng chẳng hạn, để tương tác với cái ví dụ với cái giỏ hàng, đơn cử như là cái giỏ hàng thôi, đúng không? Thì các bạn xem nhé, mình có thể tương tác cái gì với thằng này. Mình sẽ có cái table này. Đây class là table, cách table strip. Đây là ID sản phẩm này, đây là số thứ tự, số thăng này. Sau đây là cái này, nó chính là cái tên sản phẩm. Tên sản phẩm, đây là ảnh sản phẩm. Đây là số lượng. Giá tiền. Đúng không? Còn một cột để trống. Này. Ở dưới này tôi sẽ tạm thời tôi fake cho đây. Đây là số 1 này. Tên sản phẩm là Lorem đi. Lorem 10, Lorem 5. Tên sản phẩm rất là to.
ảnh sản phẩm thì tôi sẽ bằng cái thẻ IMG, IMG có SRC bằng HTTP 2.// lorem pixel sược 400. Rồi còn gì nhỉ, số lượng đúng không, số lượng tôi sẽ có một in và một cái td nữa. Trong này ví dụ tôi để là số 3 ạ. Xong rồi tôi bên cạnh đấy tôi sẽ có một cái button. Sai button thôi. Ở đây tôi sẽ để là cái thẻ span class bằng glyph icon trừ plus và duplicate ngoài lên. Đây là glyph, mình là minus. Tí nữa chúng ta sẽ có cái giá đúng không? Cái giá nó đang hiện tại nó đang là td bằng 500 700 531 1500. Còn một cái ô này td tôi để trống. Tí nữa tôi sẽ viết thêm. Sau đó chúng ta tạo cái duplicate cái rồi. Rồi nhá. Gì? Tôi làm quen rồi. Tôi làm quen rồi cho nên là nó không không, các bạn đừng ngạc nhiên, chuyện bình thường thôi. Bây giờ ví dụ tôi đang không muốn mua cái sản phẩm này nữa. Các bạn thấy không? Tôi đang không muốn mua cái sản phẩm ở cái dòng này nữa. Thì tôi tiến hành là xóa cái dòng này đi. Đúng không? Tôi làm nào. Tôi sẽ có một cái button. Ví dụ ở dòng cuối cùng này tôi sẽ có một cái button. Time button. btn class btn cách btn trừ danger cách btn trừ xs. Đây là chữ remove. Đây, cái chữ này. Bây giờ tôi không muốn mua cái sản phẩm nữa, tôi xóa hẳn nó đi. Thì các bạn biết tôi làm thế nào cho nhanh. Không phải show, không phải hai. Nhiều khi cái JavaScript của chúng ta nó chỉ đơn giản là hiển thị thôi. Hiển thị hoặc giấu đi hoặc hiển thị ra. Thì tôi có cái gì? Biết có gì không? Khi tôi tạm thời tôi đặt cái CSS cho thằng này. Đâu nhỉ? Button đâu nhỉ? Đây. Tôi tạm thời tôi đặt cho cái này là một class là btn trừ mũ item. Cái này chắc chắn là không có trong CSS rồi đúng không? Không có trong bootstrap rồi đúng không? Tôi copy nó, tôi vẫn copy nó, tôi để đây. Khi mà được click thì tôi sẽ tìm đến cái thằng cha của nó. Lại tìm đến thằng ông của nó chứ. Function $this .parent chấm gì? Toggle class 2. Bởi vì sao? Bởi vì trong JavaScript, ở trong jQuery, ở trong bootstrap, tôi biết thừa các bạn class của mình là 2. Nó sẽ làm gì? Dấu một phần tử của display năng, đúng không? Nếu toggle này luôn cho nó nhanh, chúng ta có gì? Reload lại. Wow. Để cho nó lỗi gì đã? Fail to load error name not resolved. À cái phần lorem pixel. lorempixel.com không có dấu cách.
gì? Ủa? Nghe rồi. Rồi. Xong chạy nhỉ? Đây nha, button remove item này, class được click ở đây. Đây, button remove item được click. Quan thấy nó mất không? Nó còn có mấy cái này. Tôi đặt ở đây cái số này cho nó rõ ràng nhé. Ví dụ ở đây là số, đây là số 1 này. Cái này là số 2 này. Cái này là số 3 này. Cái này là số 4 này. Cái này là số 5. Chắc là hết rồi. Hết rồi. Đang có 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Ủa, ủa, ủa. Đây rồi, cái số 2 này. Mất đi đúng không? Thực ra cái phần tử nó vẫn còn, nó vẫn còn thế chứ không phải là mất, được chưa? Nhưng mà tôi, nếu mà tôi hứng đây, cái này nó có lợi gì khi mà tôi dùng như này? Các bạn hãy tưởng tượng đến con tôi làm họ Google, để con tôi hứng đây, tôi sẽ có một file, cái file gì là cái một cái thông báo bay bay của họ này, đấy là gọi là file. Khi mà tôi xóa thì tôi có một cái file đây là bạn mua lên lại cái sản phẩm của người xóa không? Mở ở đấy nhá, tôi vẫn còn phần tử ở trên màn hình. Tôi lại có bộ thứ hai. Bây giờ thử nhá. Trong trường hợp các bạn để ý này, trong trường hợp ở đây tôi sẽ lấy ra được cái button đây. Button này có ID là 2 đúng không? Tôi sẽ có cho cái này một cái. TD là data trừ ID bằng 2. Các thuộc tính tôi đặt bừa nhá. Các thuộc tính tôi đặt bừa dựa theo cái những cái thông số này, kệ nó, chẳng ảnh hưởng gì cả. Ở đây tôi sẽ có cái target trừ ID bằng cũng 2. Được chưa? Ở trước khi xóa này, trước khi xóa này thì tôi sẽ tiến hành gì? Tôi có một cái va, không phải va cao, và ID đi bằng 0. Khi mà tôi tiến hành tôi xóa nó đi thì trước khi xóa tôi sẽ lấy ra cái đô la this.attr của cái target ID đúng không nhỉ? Đây, của cái target ID. Lấy cái này ra. Và tôi gán nó cho cái biến ID ở trên kia. Biến ID là biến global. Đấy là xóa xong. Nhưng mà sau khi xóa, nếu tôi muốn lấy lại, tôi muốn lấy lại cái vừa rồi, tôi sẽ tiến hành cái gì? Ở dưới này tôi vẫn còn cái button action đúng không? Khi tôi bấm vào cái button là có thăng à? Thăng là action chấm click function thì tôi sẽ có cái gì? Thẻ. Ở trong này tôi sẽ có thẻ TR có cái data, có cái data ID bằng với cái biến ai giá trị của biến ID của tôi lúc nãy, lại toggle class 2. Các bạn coi nhé, đây tôi sửa cái chữ text, chữ này thành getback vẫn như cũ này, 123 bay vẫn thẳng số 2 rồi đúng không? Bây giờ còn 1, 3. Đúng không? Đấy là một trong những cái lợi ích của cái việc chúng ta kiểm soát cái việc hiển thị hay không của một thứ. Ở đây các bạn có cần, thấy có cần biết là đang trạng thái của nó là số 2 đúng không? Ở vì tôi cứ biết là bấm bấm kia, bấm bắt từng kia thì nó sẽ phải thống đi.
có một mắt từ một ghép bách thì nó sẽ phải để hình dạng. Tôi chỉ cần biết thế thôi. Và cái thằng mắt từ này nó có cái thằng con hồ cũng đặc biệt là kiểm tra. Giống như bên tôi nói, là con hồ thì sao? Nếu không có thì thêm vào thì có rồi bỏ đi. Là xong. Thì đây là cái tư duy của con hồ. Thì các bạn có thể dùng cái này về bài đây. Cái này nó sẽ là bài tập cho chúng ta. Bài tập ở đâu? Bài tập nâng cao ở chỗ này. Và để ý cái dấu cộng, dấu trừ không? Cộng vào đây, nếu mà bấm cộng vào đây thì cái số này tăng lên. Cái số này tăng lên. Hiểu vấn đề không? Đó, có mỗi vậy thôi. Và tí nữa tôi sẽ có một cái số tiền ở dưới này. Số tiền ở dưới này. Tôi ghi là total thì các bạn sẽ bằng tổng của tất cả các sản phẩm ở đây. Tất nhiên mỗi cái sản phẩm nó sẽ có một cái giá khác nhau. Xong chưa? Về các bạn hiểu là gì? Từ như thế này thì các bạn mới khá lên được dựa vào cái cách xử lý về giao diện. Còn nếu không thì các bạn mãi mãi dừng lại đấy đâu. Xuống góc lớp ngủ. Ai cấm mày ngủ đâu? Thật đấy chứ? Đấy chứ nhỉ? Để tôi xem còn cái gì không ạ? À, còn cái sự kiện đây, animate fade out, fade to, fade in. Cái animate này các bạn cũng về tự xem nhé, để tôi kiếm cho cái ví dụ jQuery animate. Đây, hàm animate jQuery hàm animate. Kéo dưới là nhìn nó hiển thị ngay mà. Đây các bạn này, cái animate này nhìn nó là cái gì? Bạn nhìn này có hiểu nó thực hiện cái gì không? Và để này, khi bấm vào cái button click, click của cái chữ click me ấy, thấy không? Thì sao? Thì cái element, cái thẻ HTML có AI bằng book, nó sẽ thực hiện cái hiệu ứng là opacity giảm dần hay tăng dần? Tăng dần 0.25. Đấy, tăng dần. Chiều cao tăng lên mỗi một lần là 50, 2 bằng toggle và trong 5 giây. Bây giờ chúng ta coi. Đâu nhỉ? Nó không có cái ví dụ gì ta. Đây. Thấy không? Đó là animate này. Width bằng 70%, opacity 0.4. Đây là cái đích đến. Margin left bằng 0.6 inch. Font size bằng 3m, border width bằng 10 pixel trong 1.5 giây. Đây là cái đích. Nó sẽ đến rộng đến này. Ví dụ như tôi sẽ tiến hành tôi sửa. Tôi copy cái này ra. Tôi ra ngoài kia tôi sửa. Tôi tạo một cái file mới. Animate.html. Rồi đây. Chúng ta cũng chạy nó. Sao chạy gì ta? Đừng bảo lỗi nha. Sao hiện gì nhỉ? Nó chưa save. Ở đây. Bây giờ chúng ta coi này. Đây là width. Các bạn để ý width của nó đang là bao nhiêu? Có biết không? Reload nhé. Đây, chúng ta coi này. Đây là cái thẻ div nhé. Width bằng 70%. Thế 70% của cái gì có biết không? Biết không? Không phải của div là của... Nói chính xác nó là của thẻ tra. Được chưa? Bởi vì cái thằng này các bạn để ý display của nó đang là block này. Cho nên chúng ta set width cho nó thì width nó sẽ so với, nếu mà width theo phần trăm thì nó sẽ so với cái chiều rộng của thằng cha của nó. Được chưa? Và các bạn tiếp tục, các bạn nhìn đây là cái gì? Opacity của 0.4. Thì đây có phải là opacity không? Được chưa? Tiếp theo là cái gì? Margin left bằng gì? 0.6 inch. Hay tôi sửa vào đây là margin left bằng 15 pixel cho nó dễ hiểu.
Được chưa? Margin left bằng 15 pixel. Chẳng biết nó có thay đổi gì không. Rồi, border width bằng 10 pixel thì chúng ta để ý nhé. Cái này, những cái hiệu ứng cái này là JavaScript nó sẽ tính, các bạn lưu ý nhé, nó sẽ tính là trong khoảng thời gian 1,5 giây nó sẽ thay đổi tất cả các thuộc tính hiện tại của cái thẻ này để chuyển thành cái đích là như này. Được chưa? Đây là cái đích mà cuối cùng sau 1,5 giây cái element của ID là block này sẽ trở thành như thế này. Sau 1,5 giây thì JavaScript nó sẽ tự động có cái hàm để nó giúp chúng ta tính là phải biến đổi như thế nào để nó trở thành một cái hiệu ứng. Xong chưa? Đấy là cái hiệu ứng thôi. Đấy là hàm animate. Rồi xem còn cái gì nữa nào. Sign up chạy hết rồi. Jquery effect. Đây, ví dụ như này. Để tôi coi xem còn cái gì không. Rollover. Cái này chắc các bạn học rồi, các bạn biết đúng không? Cái rollover thực ra là cái gì? Khi mà hover vào một cái ảnh thì nó zoom to cái ảnh này lên. Đúng không? Cái hiệu ứng này làm cái gì không? Thử nói tôi logic này nào. Tiến. Logic của cái phần là khi mà dí chuột vào một cái ảnh thì cái ảnh phóng to lên thì làm nào. Tăng cái width lên, tăng cái width của cái gì? Của cái ảnh à? Ok đây nhá. Đây nó sự kiện như này, rollover của trường chúng ta nó học. Rollover.html. Đây giờ chúng ta sẽ có một trang HTML này. Đây. Chúng ta sẽ có một cái thẻ div. Con trừ xs trừ 4. Có một cái img. Không, như này lại dùng CSS của thằng Bootstrap bố rồi. Bỏ Bootstrap của thằng CSS Bootstrap đi đã. Style. Style bằng width bằng 400 pixel. Bộ này quần. IMG của src bằng http 2 chấm sực sược lorem pixel lorempixel.com sược 400 sược 200 và tôi sẽ set width cho cái thẻ này nó bằng 300 pixel. Cái IMG này chúng ta có cái ID bằng target và bây giờ chúng ta coi xem nó như thế nào đã. Đây như này đúng không? Cái rollover nó là cái gì? Thực ra cực kỳ dễ. Đó là khi mà chúng ta có cái sự kiện là thăng target.on mouse over có một cái function đó là $this.attr width bằng 800 pixel.
Thấy không? Nó chỉ đơn giản là thay đổi cái giá trị thuộc tính width của cái ảnh lên thôi. Thế bây giờ nếu mà chúng ta bỏ con chuột ra ngoài thì chúng ta sẽ có cái gì? Đây là mouse sự kiện gì? Bỏ chuột ra ngoài là mouse gì? Mouse out width sẽ trở về 300. Được chưa? Đơn giản đấy thôi, nó không có gì nhiều cả. Đấy là cái sự kiện cái rollover mà ở trường dạy chúng ta nó hướng như thế. Còn thực ra khi mà đi làm ấy, các bạn lưu ý này. Khi đi làm thì chúng ta sẽ phải làm những cái hiệu ứng như thế này. Ví dụ như vào Margini có một cái sản phẩm nào đấy. ZQuery Zoom, I made Zoom. Đây các bạn để ý, đây, cái này này, cái mà zoom sang bên cạnh này, thấy không? Đây nó mới là cái sau này các bạn đi làm các bạn phải làm, đúng không? Thì chúng ta sẽ làm nào? Search cái từ khóa là jQuery iMade Zoom này. Đấy ra rất là nhiều những cái thư viện mà chúng ta dùng. Đây, ví dụ Basic Zoom. Thấy không? Giống chưa? Giờ làm nào? Show the code. Được chưa? Đây là cách dùng này. Còn bây giờ chúng ta tải cái này về hả? Cái gì? Cái gì? Có thế thôi, bởi vì nó là thư viện mà. Khi sử dụng thư viện thì nó có tẹo. Đây config này, vào phần config này. Tải đâu nhỉ? Chẳng biết nó tải ở đây download được nhá. Copy về thôi. Rồi. ZQuery. Này, copy cái file này. Copy cái file min.js này thôi. Copy vào document. Lớp mình này đúng không? Là 09 tôi paste thẳng vào trong này. Xong tôi đổi tên nó đi. Đây. Sau đó nhớ là các bạn dùng cái thư viện thì các bạn phải dùng nó phía sau của JS jQuery nhé. Đấy có thế thôi. Và bây giờ tôi không dùng cái này nữa mà tôi sẽ dùng cái trò đó là cái tôi coi xem nó có CSS không đã. Có CSS không? Các bạn nhìn tôi có đuôi CSS không? Không có đúng không? Thế thôi, tôi sẽ dùng cái gì? Tôi sẽ bê cái demo size ra. Đây các bạn thấy này. Cái này thực ra nó là logic của hai cái ảnh khác nhau. Một cái ảnh là ảnh nhỏ, một cái ảnh là ảnh to. Nó sẽ chiếu cái tọa độ tương ứng giữa hai cái ảnh này vào với nhau là xong. Bây giờ các bạn coi này. Tôi sẽ có một cái thư mục mà nó cung cấp sẵn đấy. Cái thư mục là thư mục ảnh. Đây, elevate zoom này. Chúng ta thấy emit không? Larger này. Thấy không? Larger và small. Tôi copy 2-3 cái này luôn. Copy, tôi paste ở trong project này. Rồi. Tôi sẽ lấy một cái ảnh thumb hoặc là một cái ảnh small emit 4 nhé. Ở đây tôi để cái ảnh này là cái gì? src bằng
small sược emit 2 chấm png và chúng ta sẽ có, các bạn lưu ý cái phần này data zoom emit này, thấy không? Nó sẽ có thêm cái phần là data zoom emit bằng large emit 2.png. Đây là cái ảnh dùng để zoom. Emit 2.png. Bỏ width này đi. Xong. Bây giờ chúng ta chỉ đơn giản là target.elevate zoom. Thằng ID selector. Xong. Cái bài này đâu nhỉ? Ủa sao không chạy ta? File not found emit2.jp rồi. Chờ tí nhá. Small .jpg thấy không? Dùng dễ không? Chẳng có gì đúng không? Nó chỉ đơn giản nó bắt cái tọa độ của ảnh nhỏ, nó sẽ đối chiếu sang cái ảnh to để nó hiển thị cho chúng ta thôi. Chứ nó cũng không gọi là có cái gì là kinh khủng cả. Nhá, dùng dễ không? Nhưng mà nên biết những cái này để sau này đi làm dùng. Thế thôi. Nhớ không qua không phải quan trọng là cái tên của cái plugin, mà là nhớ cách tôi search như thế nào thì sau này các bạn cố gắng mang những cái tương tự ra mà search đúng từ khóa nó sẽ ra. Được chưa? Gì anh? Thằng ngáo cần này. Được chưa? Vậy thôi. Đấy là nội dung bài ngày hôm nay. Tiếp tục sang cái phần quay trở lại với cái phần cờ caro nhé. Đúng không? Hôm trước tôi đã làm cái việc gì cho các bạn rồi? Hả? Đường chéo từ trái sang phải đúng không? Ủa đâu? Chéo đâu? Chưa có chéo đâu chứ. Bút rồi, chắc chắn là bút rồi. Để tôi coi lại xem nhé. Hôm đấy là bài thực hành đúng không? 08 mới thấy. Không phải. Hoặc là tôi chưa kéo cốt về. Đây, chưa kéo cốt về. Đây là 08. Đây có caro đây đúng không? Đây rồi. Xong cái đường chéo từ trái qua phải đúng không? Bây giờ tôi muốn làm từ phải qua trái đó. Làm trường ngược lại. Tiếp tục nốt cái phần này, còn phần check thì các bạn sẽ phải tự làm thôi. Tôi không làm cho các bạn cái phần này nữa. Chúng ta sẽ đến bài 6 nữa rồi. Các phần còn lại chúng ta chỉ ôn thôi. Rồi, tôi check vào đây. Tôi muốn ăn những câu này, tôi muốn tiền giải những câu này. Giờ là chăng? Tốc độ liền này bao nhiêu? Đến lúc bao giờ?
cơ hội này là bao nhiêu? Làm không? Thế bọn phải đến quên. Thế còn cái điểm đây lên lại là điểm đầu tiên là điểm kết thúc đúng không? Bây giờ đây là điểm đầu tiên là cái điểm nào để kết thúc? Cái gì bằng không? X bằng không có đủ không? X bằng không có đủ không? Thử nghĩ không? Nghĩ được rồi đó. Nếu X không bằng không thì nếu X không bằng không thì phải y nó phải bằng bằng gì? Bằng nhát sai đúng không? Y phải bằng nhát sai tức là nó phải chạy đến một dòng chứ đúng không? Y bằng nhát sai thôi, nhát sai thì không biết là bao nhiêu. Bây giờ các bạn để cái logic này, đây là gì? Đây là 3, 2, đây là 2, đúng không? 1, 3, 2, 2, 3 đây là 1, 4 đây là 0, 5 đúng chưa? Bây giờ qua đi tính như nào? Kết thúc điểm là sao? Logic như nào? Đúng rồi, luôn luôn là thế đúng không? Y tăng lên, x giảm xuống, một đơn vị sau một vòng hạn. Nghĩ ra không không? Chính xác chưa? Có làm đúng không? Thử đi nào. Làm cho để bôi đen rồi một chào. Đã chỉ cho logic đến như này thì không làm được chứ. Làm đi chung. Chung đập chai. Hả? Mới dậy sớm được một hồ ngạc. Hôm qua ngủ sớm. Hả? Hôm qua ngủ sớm làm được chéo đi, chéo còn lại không khó đâu.
Thử khoảng 10 phút xem làm được không nhỉ? Tiến làm đi Tiến. Đã chỉ cho như này rồi.
xong nhá. Xong đừng chéo nhá. Mỗi tí mà mãi không xong. Check đường chéo, đây là trái sau phải. Mình check nốt cái đường chéo phải trái nhé. Target Y thì bằng gì? Target Y vẫn bằng 0 nhỉ. Target X nó sẽ bằng gì? Bằng gì? X dim cộng y dim, được chưa? Thì mình sẽ có và y bằng 0, y là bằng sao? Nhỏ hơn, có bằng nhát sai, nhỏ hơn nhát sai này, y cộng cộng này, console log là y bằng target x cộng y sẽ bằng target từ bình tĩnh nha. Target console log từ console log này nào, y bằng 0 này, y nó sẽ bằng 0 x dim, rồi mình sẽ có cái phần tử là x sẽ bằng x dim target chứ target x và y nó sẽ bằng đô la target y chấm css background array. Sau đó thì y cộng cộng này, chính xác rồi, và target x sẽ trừ trừ. Rồi chúng ta coi nhé. Oh shit. À, đây là bài số 8 và số 10 cơ. Là số 10 cơ. Hy vọng là đúng. Úi giời. Đúng rồi. Chết dở rồi. Sai rồi. Y cộng cộng. À đây. Ta ghi x còn trừ trừ. Ta ghi y cộng cộng lên. Yeah. Chuẩn chỉ luôn. Lỗi đâu? Lỗi đâu? Chỉ cho tôi cái ạ. Thằng nào bỏ sai. Đúng không? Xong chưa? Đây, check theo đường chéo còn lại đây. Sao đúng không? Hả?
Để cố lên nha.